cuộc sống ở Dubai, UAE sau khi tiêm vaccine COVID-19. Sau khi hoàn thành xong việc tiêm ngừa vaccine, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, hiện đang là một trong những nước đi đầu thế giới về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn cuộc sống và hỗ trợ phát triển y tế kiểm soát tình hình dịch COVID-19. Cụ thể, trong tổng dân số là 9,99 triệu người thì đã có tới 17.376.128 liều, khoảng 77,91% dân số được tiêm mũi 1, 69,35% dân số được tiêm 2 mũi. Sau khi hơn 70% dân số được chích vaccine mũi 1, chính phủ UAE có những cách kiểm soát tình hình dịch bệnh khác nhau ở hai thành phố lớn là Dubai và Abu Dhabi. Vì Dubai là thành phố đông dân nhập cư, ngành du lịch là chủ lực phát triển kinh tế, nên cách kiểm soát tình hình dịch bệnh cũng sẽ không quá gắt gao. Theo đó, cuộc sống bình thường mới ở Dubai vẫn tuân thủ giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, rửa tay kháng khuẩn, đeo khẩu trang và khai báo y tế. Chính phủ UAE phân chia danh sách các nước trên thế giới theo mật độ nghiêm trọng của thang màu đèn giao thông. Từ danh sách sẽ có quy định số ngày cách ly khác nhau khi hành khách bay đến UAE. Ở Dubai, hành khách không cần phải cách ly khi thực hiện kiểm tra CPR tại sân bay với kết quả âm tính. Nhưng đối với thủ đô Abu Dhabi, khi hành khách chưa tiêm vaccine đến từ những nước trong danh sách xanh, sẽ phải cách ly trong khách sạn hoặc tự cách ly tại nhà trong vòng 10 ngày với thiết bị vòng đeo tay định vị theo dõi vị trí. Nếu hành khách đã tiêm vaccine 2 liều đầy đủ, sẽ chỉ cần cách ly 7 ngày với thiết bị vòng đeo tay định vị theo dõi vị trí. Kết quả kiểm tra PCR cần phải âm tính thì mới được tháo vòng và tự do di chuyển. Tất cả người dân Abu Dhabi đều phải cài đặt ứng dụng AI Horizon trên điện thoại. Ứng dụng này sẽ cung cấp mã QR và toàn bộ thông tin vaccine cũng như kiểm tra PCR của người dùng thông qua thông tin đăng nhập và mã ID trên căn cước công dân. Ai được tiêm vaccine 2 liều thì mã QR sẽ hiện màu xanh. Chính quyền tại Abu Dhabi yêu cầu người dân tự giác đi kiểm tra PCR hàng tháng để cập nhật và giữ cho mã QR này phải luôn ở mức xanh, không được chuyển sang màu xám. Nếu như mã QR bị xám, nghĩa là cá nhân đó cần phải tiến hành kiểm tra PCR và phải cho ra kết quả âm tính. Việc có mã QR màu xanh đồng nghĩa với việc được tự do đi lại trong các khu chợ, trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn. Cuộc sống bình thường mới hậu vaccine COVID-19 ở UAE nói chung và Abu Dhabi nói riêng vẫn sẽ phải tiếp tục tuân thủ các quy tắc phòng chống trong cộng đồng, kiểm tra PCR định kỳ, khai báo y tế. Đặc biệt là cần phải kết hợp ý thức cá nhân với việc kiểm soát tình hình dịch thông qua ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ y tế và quản lý.